Vâng, xin cảm ơn và chào mừng tất cả các bác và anh em trên mọi miền tổ quốc đến với kênh Thiên Nguyễn Lào Audio Hải Dương. Vâng, hôm nay trung tâm xin phép được giới thiệu với các bác và anh em một trong những con radio cassette, là một trong những cỗ máy kiếm tiền của thập niên 90. Đó là con Sharp GF490. Em này sử dụng hai cửa băng và đặc biệt là em này là một trong những em ghi băng cực kỳ hoàn hảo luôn. Nó nằm trong top những chiếc đài ghi băng của những thập niên 1990. Nó là một trong những anh em ruột thịt của GF700, thế rồi QT88 vân vân. Trước mắt các bác đây là một trong những con đài Sharp GF490. Em này thì đặc biệt là nằm trong top á hậu các bác nhé. Vâng, đây trước mắt các bác đây là một em đài Sharp GF490. Em này sử dụng hai cửa băng các bác nhé, hai cửa băng. Và điều đặc biệt là con này, cửa băng của con này và con Sharp GF700 nó là một luôn các bác nhé. Tất cả các cái cơ cấu và cái hệ thống của nó là hoàn toàn là như nhau hết. Và con này nó rất là đẹp. Con này là một trong những con rất là đẹp luôn. Tôi sẽ quay rất là chậm rãi và cận cảnh các cái vị trí để các bác để ý tinh. Đầu tiên thì ta nhìn tổng quan ta thấy là con này nó có cái điểm nổi bật. Thứ nhất là cái phần loa, phần mặt sóng là ba cái điểm nó tạo cái điểm nhấn xanh. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, điểm nhấn xanh rất là đẹp. Đấy, sau đó thì là cái gì? Các cái hệ thống lúc nút của nó. Đấy, nó hiển thị các hệ thống lúc nút rất là linh hoạt, rất là phù hợp. Đặc biệt là các cái chỉnh về chế độ âm thanh, âm sắc là hoàn toàn là ở dạng lúm vặn là cũng rất nhiều các bác thích. Nhiều khi các bác cũng ngại ở các cái dạng cần gạt. Tất nhiên là mỗi một thể loại một dạng thì các hãng người ta đều tính những cái yếu tố ưu việt riêng biệt. Nhưng mà rất nhiều người thích ở cái dạng vặn như này thì có vẻ nó bền bỉ hơn. Thì thực chất ra thì cái vặn này nó nằm trong khép kín trong một cái bộ phận của chiến áp thì nó cũng khiến là ít bị tiếp xúc với cát và bụi bẩn hơn là cái trường hợp mà gạt, cần gạt. Thì cái đó là mỗi cái có đặc trưng riêng. Tôi sẽ quay rất chậm rãi, rất cận cảnh để các bác để ý tinh chiêm ngưỡng em nó. Đầu tiên là nói con này sử dụng hai băng sóng các bác nhé, hai băng sóng AM và FM. FM con này full 108 luôn các bác nhé, full 108. Đây, tôi sẽ quay cho các bác rất cận cảnh luôn. Đây là cái phần mặt của đây các bác này. Toàn bộ cái phần mặt sóng này nó là mặt nhôm các bác nhé, mặt nhôm. Thế nhưng em này không một tí ố chóc nhỏ nhất có thể. Đấy. Toàn bộ các đường viền lớp mạ nó rất đẹp luôn các bác nhìn tinh. Đường viền lớp mạ của loa. Đấy, còn rất đẹp, ông ánh sơn gương luôn các bác nhé. Các cái hệ thống lúm lút của nó các bác nhìn tinh này. Còn rất mới. Em này là trong top những em á hậu các bác nhé. Á hậu rồi. Đây lúm lút các bác nhìn tinh này. Rất đẹp. Loa trắng tinh tinh khôi luôn các bác nhé. Cái loa bên trong này nó là màng trắng các bác nhé. Màng trắng GF490 và 700 thì đều là màng trắng hết các bác nhé. Đấy. Các bác nhìn tinh cái số loa là gần như là tưởng như là mới tinh. Đấy, nó giữ quá đẹp luôn, quá mới. Đây, tổng quan có nhìn tinh ở một phần trên này. Và đây là cái phần của cái quai tay. Đang rất đẹp luôn. Cả hai bên đều vậy các bác nhé. Rất đẹp. Và đây là phía sau nó các bác này. Tôi sẽ quay cho các bác nhìn cái phía sau của nó. Đây, phía sau đây. Em này thì tôi đang bắt một số cơ bản. Để lát tôi sẽ mở cho các bác xem cái phần ruột gan của em nó. Để các bác xem là gì. Những cái máy làm trong cái top hoa hậu hoặc những top á hậu thì thực sự là bên ngoài đẹp rồi thì bên trong nó như làm sao. Đây các bác nhìn tinh này. Đây là các cái đường giao tiếp của nó này. Đó, đây là line in out này các bác này. Đấy, line out. Các bác nhìn tinh cái ổ không? Còn mới cong sờ bong này. Đấy. Đấy, rất mới luôn các bác nhé. Đây, cái phần pin của đây các bác này. Đấy, còn nguyên bản hết luôn, mới leng keng luôn. Con này sử dụng tất cả là 8 quả pin các bác nhé. 8 quả pin size D hay là gọi là pin đại. Tương ứng với chạy 12V DC. 12V DC và chạy AC. AC 100V các bác nhé, AC 100V. Em này thì có dây rắc đi liền là dây xịn luôn các bác nhé, dây xịn của máy theo máy luôn. Và đây là cái số series của máy các bác nhìn tinh.
Đó, xe của máy này. Đèn rất là dài các bác nhé. Đèn của con này rất là dài. Ok. Tôi sẽ tiến hành test các cái chức năng. Sau đó tôi cũng sẽ mở cho các bác xem cái phần ruột gan của nó bên trong để các bác trải nghiệm thực tế. Xem những em mà nó đẹp như này thì thực chất của nó như thế nào. Đây các bác nhìn tinh này, cái phần bên trong này đầu từ nó rất mới luôn. Đấy, đầu từ cơ nó mới cong luôn các bác nhé. Đây, các bác nhìn tinh. Đấy, rất mới luôn. Lát tôi sẽ thử các bác xem lại cái ruột gan bên trong của nó. Ok, tôi sẽ tiến hành test cái âm thanh để các bác để ý tinh. Và trong cái video này tôi cũng xin phép được ghi một thử một đoạn băng bằng một cái băng mới các bác nhé, bằng cái băng mới tinh của Nhật, để các bác trải nghiệm thử xem là những em đài này thì đến bây giờ ghi băng thế nào vẫn tốt nữa các bác nhé. Mặc dù đã qua rất nhiều chục năm rồi nó vẫn tốt, bởi vì sao? Bởi vì nó còn giữ được cái độ chất lượng, nó còn giữ được rất là đẹp, rất là mới, cho nên cái chất lượng ghi băng còn rất là tốt. Đây, tôi sẽ tiến hành test cái phần đầu tiên là phần cassette quá nhé. Người rồi, tôi thử lại đoạn đầu. Sơn Ca hân hạnh giới thiệu cùng quý vị một chương trình ca nhạc tuyển chọn với tiếng hát giao linh qua 18 nhạc phẩm lừng danh từ những thập niên 1950-1960. Đây là lần đầu tiên giao linh gửi đến giới mến mộ những ca khúc đắc ý được tán thưởng trong suốt 10 năm sân khấu tuổi nghề. Với phần trình tấu của 4 dàn nhạc lớn nhất thủ đô, giao linh, sơn ca sáo sẽ đưa bước quý vị vào thế giới đầy âm thanh mộng ảo với tiếng hát ngút ngàn tình ái, ngùng ngục yêu đương. Và bây giờ xin dành cho tiếng hát giao linh. Ok các bác thấy không, tiếng rất là chất luôn chứ. Tôi sẽ thử sang cái cửa bên này. Đây nha, tôi sẽ thử các bác cái phần tìm bài của nó này các bác này. Đấy các bác, trải nghiệm thử xem nào. Đó, các bác thấy không? Vẫn tốt nha. Tìm bài rất là tốt luôn các bác nha. Đây, tôi thử lại này. Giao thống nhất thủ đô. Giúp. Nó là giới... Đây là lần đầu tiên. Giới thiệu để nó ngức ngoãng cho nên là nó sẽ ngắt ngay, nó không như là hát các bác nhé. Được tán thưởng trong suốt 10 năm sân khấu tuổi nghề, phần trình tấu của 4 dàn nhạc lớn nhất thủ đô. Đây các bác này. Và bây giờ xin đặc biệt là cái này khi tìm bài mà ở chế độ giới thiệu là nó sẽ nhảy ngay các bác nhé. Đấy, tức là cái này tìm bài ngược xuôi rất là tốt. Và một điều khá thú vị là tôi sẽ thử các bác xem chế độ ghi băng. Cũng rất nhiều các bác chơi những cái đài cũng mong muốn là có những cái đài nó chất chất để mình ghi những cái cuộn băng của nhà mình. Đấy, thì cái video này tôi xin phép được test một đoạn video để các bác thấy rằng là xem là cái con này nó chất lượng ghi băng của nó ra làm sao. Rồi, tôi sẽ thử trên một cái băng mới tinh các bác nhé. Một cái băng mới tinh. Băng này băng của Nhật, 120 phút các bác nhé. 120 phút. Đây, tôi sẽ thử các bác luôn chế độ ghi băng để các bác trải nghiệm thực tế xem là
Đây các bác để ý tinh đây, nếu như các bác ấn hai nút này vào nó sẽ tự động ghi ở chế độ nhanh các bác nhé, ghi được chế độ nhanh. Đấy. Đây tôi thử luôn. Đây này, các bác nhìn tinh này. Đây là chậm này. Đây là đang ghi bằng đấy ạ. Chạy nhanh này. Băng nhạc Sơn Ca. Hân hạnh giới thiệu cùng quý vị một chương trình ca nhạc tuyển chọn với tiếng hát giao linh qua 18 nhạc phẩm dừng danh từ những thập niên 1950-1960. Đây là lần đầu tiên giao linh gửi đến giới mến mộ những ca khúc đắc ý được tán thưởng trong suốt 10 năm sân khấu tuổi nghề. Với phần trình đấu của bốn dàn nhạc lớn nhất thủ đô, giao linh Sơn Ca 6 sẽ đưa bước quý vị vào thế giới đầy âm thanh mộng ảo với tiếng hát ngút ngàn tình ái ngùng ngục yêu đương. Và bây giờ xin dành cho tiếng hát giao linh. Đây nhá, tôi thử lại các bác xem cái chế độ ghi của nó ok không nhá. Đây các bác nhìn tinh này. Giao linh Sơn Ca 6 sẽ đưa bước quý vị vào thế giới đầy âm thanh mộng ảo với tiếng hát ngút ngàn tình ái ngùng ngục yêu đương. Và bây giờ xin dành cho tiếng hát. Đó các bác thấy không? Ghi bằng rất tốt luôn đó các bác. Ghi bằng rất ngon các bác nhé. Nhạc Sơn Ca hân hạnh giới thiệu cùng quý vị một chương trình ca nhạc tuyển chọn với tiếng hát giao linh qua 18 nhạc phẩm lừng danh từ những thập niên 1950-1960. Đó các bác thấy không? Ghi bằng cực kỳ ngon luôn. Đấy. Tôi test này các bác thấy rằng là em này không bị mất chức năng gì hết. Ghi nhanh như chậm bình thường hết. Và điều đặc biệt là đầu từ con này đầu từ metan, cho nên nếu các bác có băng mới tinh như thế này các bác về có tự động in được luôn. Cứ in từ băng sang được bình thường luôn. Đấy là điều rất hay. Tôi sẽ tiến hành test sang các chức năng khác. Đó là các cái chức năng về phần radio các bác nhé. Các cái chức năng con này thì tua tiếp các thứ thì quá ok rồi các bác nhé. Đấy, băng này là băng rất lặng nhưng mà tua ok hết. Đây tôi sẽ thử các bác xem. Và đặc biệt con này là nó là top chế độ gọi là top full như các bác nhé. Thì tất cả chế độ gì nó cũng top hết. Đấy, kể cả tua đều tốt và play đều tốt hết. Đây là tua rồi các bác này. Đấy, tốt ngay, các bác theo. Đây nha, tôi sẽ thử này. Play này. Đấy, play hết cũng sẽ tốt luôn. Bởi vì con này là auto stop full các bác nhé. Đấy. Full. Đó, hết băng này các bác này. Đó, tốt luôn. Cho nên cái con này thì các bác không bao giờ lo bị rối băng. Bởi vì cái con này ngày xưa là chuyên gia in băng rồi. Đấy, chuyên gia in băng rồi, cho nên là các bác không bao giờ lo bị rối băng. Đấy. Đây là điều rất là đặc biệt ở cái dòng sáp GF này. Hết băng, nó đều nhảy hết các bác nhé. Ok, thì đó là cái chức năng của phần cassette. Con này thì nó rất là hoàn hảo rồi. Tôi sẽ thử cho các bác cái phần radio thôi. Đó, in băng rất là tốt. Radio của nó đây, các bác chỉ việc ấn nút này mà nguồn này. Đây, nút này các bác này, nút đỏ đỏ này. Đấy, ấn phát là nó tự động sang radio. Đây. Đây là mở FM thôi nhé. Đây FM này. Đây cái phần này là phần radio các bác này. Tôi sẽ thử sang phần radio các bác nhé. Các bác ấn nguồn này phát này. À, nó sẽ chạy lên. Sau kiểu chung cư, nghe nói mấy chỗ ở trước của cậu Tư sang hơn nhiều, nhưng cái giá tạo tác các đường cong, hố sâu của một người đàn bà thì đắt đỏ, cậu buộc đổi nhà. Chẳng lý do gì hay hơn để giải thích sao một người mảnh khảnh như cậu lại ở một chung cư không thang máy, rác thò ra khỏi miệng thùng, âm thanh những cánh cửa khép mở cứ nghiến xít trên nền gạch, và những người vô cùng... Người thỏa đáng là mình bị gì, tại sao lại đau như thế, và sẽ có các phương án điều trị hợp lý bác. Đấy.
hỗ trợ điều trị một số bệnh này thì nó còn tác dụng gì là đào thải độc tố. Đấy, đào thải độc tố. Mà cái cơ thể con người việc đào thải độc tố thì rất là quan trọng, rất là cần thiết. Thì không những thế thì nó giúp làm sao? Nó giúp làm sao điều chỉnh để sự nó làm cho cái sự hoạt động của tuyến nội tiết nó không bị xáo trộn đi, nó không bị rối loạn đi. Và khi mà sử dụng cái này á, nó làm chân người vội cách xa nơi ta. Để thị trường lao động phục hồi giảm. Đây là băng A FM các bác nhé, băng A FM. Lớn quá mà mình chưa kiểm soát được, hoặc thậm chí một số người đái đường mà mình không biết, hoặc là vân vân, rất nhiều yếu tố mà mình nên đến các nguyên nhân để mình có cái phương án dự phòng bác ạ. Dạ, thường thường chất độc ngọt là nhiều. Vâng, chất độc ngọt mà. Tôi nghĩ rằng là cũng nên lựa chọn và uống hàng ngày, rất là dễ uống, ngon ngọt, thơm ngon. Quý vị có thể đó là cái phần radio các bác nhé. Tôi sẽ test cho các bác thêm một cái phần live in. Sau đó tôi sẽ mở cho các bác xem cái phần ruột gan của nó. Đây là in của nó đây. Con này thì cái chất lượng âm thanh của nó thì chắc không còn phải góp ý nhiều, bởi vì cái dòng này nó là dòng đã đi vào tiềm thức của những thập niên của 98 mấy và 99 mấy rồi các bác nhé. Nó là một trong những dòng quá tiềm thức rồi. Thế chính vậy cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều về cái chất lượng âm thanh của con này. Mà ta đang bàn đây là xem là cái chất lượng độ đẹp của sản phẩm hay là độ hoàn hảo của sản phẩm nó làm sao thôi. Đây, tôi sẽ tiến hành test cái phần live in cho các bác đây. Đây live in thì các bác chỉ việc cắm ở đây thôi. Các bác để ý tinh nhá. Cái này của nó là đường live in của nó là đường bên này. Đường bên có cái chạm tiếp mát này. Đây đường live in. Đây. Đây live in các bác cắm ở đây. Nỗ nào lỗ đấy này, trắng là trắng, bỏ vào đó. Đó, này in. Sau khi các bác ấn này in thì các bác ấn vào đằng xe trước này, nó sẽ mở luôn thôi. Đây các bác ấn đồng thời hai nút này. Đó, đồng thời hai nút luôn. Đây rồi. Bạn đang tìm kiếm một sản đó, phẩm keo siêu dính. Đó, luôn các bác. Có ngay keo siêu dính X2000. Sản phẩm keo siêu dính thương lực số 1 X2000 có thể gắn hàm mọng. Các bác để ý đây là cái đường gạt về phô lô. Phô lô nếu cả sai nó sẽ nhỏ tiếng các bác nhé. Cái gạt này thì đường live in này mục đích để các bác có thể ghi từ nhạc trên mạng hoặc nhạc từ đĩa vào cái băng này các bác nhé. Đây là cái rất lợi của con này. Con này các bác có thể để ghi từ cái nhạc trên mạng hoặc từ một cái đĩa từ nào đó bác vào một cái băng nào bác thích. Đấy thì tiếng nó rất là chất luôn. Ok, tôi sẽ tiến hành test mở cái phần máy cho các bác xem nhé. Bởi vì cái con này thì chức năng của tôi đã kiểm tra nó rất là hoàn hảo rồi. Nó chỉ có là mình trải nghiệm thử xem cái chất lượng của sản phẩm nó đẹp đến tầm như thế nào thôi. Tôi sẽ mở cho các xem cái phần máy của nó. Cái con này thì tôi tạm thời mới bắt đâu đó tầm khoảng độ 5 cái ốc thôi các bác nhé. Gọi là bắt sơ qua để test máy thôi. Bắt sơ qua thôi để test rồi sau đó tôi sẽ mở cho các xem cho nó nhanh. Tôi bắt thứ nhất có 5 cái ốc rồi mà. Con này là một trong những con là vô cùng dễ dở mở máy các bác nhé. Rất là dễ mở máy luôn. Cái công tắc này công tắc gạt cho follow và live in các bác nhé. Các bác lưu ý nếu gạt sai nó sẽ nhòa tiếng, nó kêu to và nó nhòa tiếng. Thì cái đây là chạy yết than mà chạy được live in thông thường. Đây con này nó chỉ có 5 ốc duy nhất thôi. Tôi đã
tắt tạm thời thế để cho nó nhanh, các bác đỡ mất thời gian. Đây, tôi sẽ mở được cái phần này ra các bác xem. Các bác thử thấy con này này, em này một trong em quá mới luôn, các bác nhìn thấy quay trời này, các bác nhìn thấy này, nó sáng quắc luôn. Đấy. Mới thế này các bác thấy. Tại sao các sản phẩm tôi rất muốn là quay ban ngày và quay ngoài trời để các bác nhìn nó tường tận hơn, để các bác khỏi phải bổ gửi lại cái hình ảnh hay là cái ảnh của sản phẩm đó, bởi vì là tôi muốn là các bác được nhìn tường tận như thế này. Đấy, các bác nhìn thấy sản phẩm chưa, một cách rõ ràng chưa? Ok, tôi sẽ mở cái này ra cho các bác xem. Đây các bác này, em này mở rất là dễ. Đây là sản phẩm của nó đây các bác ơi, phần ruột gan ở đây đẹp len ken luôn. Đây, tôi sẽ quay cái hình quay. Đây các bác nhìn tinh này, đây là phần nguồn của nó này. Đó. Quay rất chi tiết để các bác nhìn tinh. Đó, rất là mới luôn các bác nhé. Toàn bộ các cái mạch này này nó chưa mới chấm hàn luôn. Rất mới. Đây, toàn bộ phần mạch mới tinh hết các bác. Mạch mới tinh luôn. À, các bác nhìn cơ nó đẹp thế này mà, cơ nó đẹp này. Đây tôi sang này, tôi quay cái này nhìn dễ hơn các bác này. Đây các bác nhìn loa của nó này. Đấy, loa nó mới như là bằng xốp này các bác. Đấy, loa này. Đây các bác nhìn thấy chưa, loa mới này mà. Loa màng trắng các bác nhé, loa màng trắng luôn. Loa màng trắng. Đó. Con này thì zin 100% khu lệch từ một con ốc nhỏ các bác nhé, rất là cẩn thận luôn. Máy rất là sạch sẽ, đã được bảo dưỡng cẩn thận và cũng dây cơ gia rất là ngon lành rồi. Các bác có thể đi băng bình thường. Và đặc biệt là hai con này từ còn rất mới các bác nhé. Các bác nhìn tinh cái từ đó này. Đấy, từ còn rất mới, cả hai từ còn rất mới luôn. Gần như là rất mới luôn. Ok, xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Bác nào mà quan tâm đến sản phẩm nhé, các bác vui lòng liên hệ trực tiếp đến số điện thoại dưới bài đăng. Hiện nay trung tâm có hai con như này. Con QT xin lỗi, con sáp của F490 thì trung tâm có hai con liền. Thì con này đã quay cho các bác xem rồi, thì các bác thấy rằng là tất cả các cái phần âm thanh, chức năng cũng như phần ruột gan đã được sâu các bác hết từ đầu đến cuối rồi. Thì bác nào mà quan tâm đến sản phẩm, các bác vui lòng liên hệ trực tiếp đến số điện thoại dưới bài đăng. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bác nhé.